Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Nhành nào trong thầy không sinh trái thì người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời thầy đã nói với các con. Các con ở trong thầy và thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được nếu không dính liền với cây nho. Các con cũng vậy, nếu không ở trong thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong thầy và thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có thầy, các con không thể làm được việc gì. Nếu ai không ở trong thầy thì bị vứt ra ngoài như nhành nho và sẽ khô héo. Người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong thầy và lời thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin thì sẽ được. Đây là điều làm cha thầy được vinh hiển, là các con sinh nhiều trái. Và như thế các con trở nên môn đệ của thầy. Đó là lời Chúa. Xin công đoàn tiếp tục đứng lãnh nhận phép lành lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, các bậc tiền nhân của chúng ta khi chọn một địa điểm để xây ngôi nhà thờ khắc cần đã tìm địa điểm này là một nơi rất tuyệt vời, rất có ý nghĩa. Bởi vì ngôi nhà thờ quay mặt cửa chính ra dòng sông chảy ngang qua ngôi nhà thờ rất hiền hòa. Và đồng thời như một lời mời gọi chúng ta hãy sống ân sủng của Thiên Chúa. Rồi vì lý do giao thương đi lại, cách đây vài năm chúng ta thấy có cây cầu bắc qua dòng sông để rồi bờ bên này đến được với bờ sông bên kia. Đối với cộng đoàn đức tin và đối với đời sống đức tin cá nhân mỗi người, việc thiết lập những con cầu để sống tình liên đới với nhau vô cùng cần thiết và làm cho xã hội này mỗi ngày thêm tốt đẹp hơn. Hãy trở về với hình ảnh của con sông, kính thưa cộng đoàn. Trong sách ngôn sứ Ezekiel, ông đã thấy trong một thị kiến có dòng suối chảy từ đền thờ Jerusalem chảy ra ở cửa phía đông. Và dòng suối ấy chảy đi đến đâu thì con người, các loài cỏ cây đều được tẩy sạch và đất trở nên màu mỡ, trở nên phong phú. Và rồi dòng nước ấy chảy đến đâu thì cây sinh hoa quả bốn mùa. Con người được hưởng sự bình an trong tâm hồn và bình an trong cuộc sống. Một cuộc sống hiền hòa, một cuộc sống có tình yêu và có hòa bình ngự trị. Đối với chúng ta, một ngôi thánh đường, một cộng đoàn đức tin rất cần thiết và có ý nghĩa, thưa quý ông bà và anh chị em. Trong một cuộc sống, một xã hội mênh mông này, tỷ lệ những người tin Chúa và những cộng đoàn tín hữu công giáo rất là nhỏ bé
trong một xã hội phồn thịnh và đang thay đổi mỗi ngày. Chính vì thế mà mỗi ngôi thánh đường, ơn Chúa đều chảy tuôn chảy dồi dào đến với mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta biết đến nơi này để cầu nguyện với Chúa, nếu chúng ta biết đến nơi này để kín múc ân sủng mà Chúa ban cho chúng ta. Ân sủng Chúa ban cho chúng ta qua các bí tích, qua lời cầu nguyện, qua việc nghe lời Chúa và nhất là qua cử hành bí tích thánh thể, hay là chúng ta vẫn quen gọi là thánh lễ. Bởi vì ngôi nhà thờ này, từ nơi đây con người đến với Chúa rồi để lại trở về với cuộc sống xã hội. Khi đến ngôi nhà thờ này còn mang trên mình những yếu đuối tội lỗi, nhưng khi trở về tâm hồn họ được thanh tẩy, họ trở nên trong sạch và với sức mạnh siêu nhiên của Chúa, họ tiếp tục trở về với xã hội để xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng hàng xóm láng giềng hài hòa với nhau, xây dựng một cuộc sống mà tất cả mọi người đều cùng cộng tác với nhau để làm cho tình bác ái yêu thương như dòng suối chảy lan đến mọi nẻo đường của xã hội. Thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta ý thức điều ấy, chúng ta hãy đến ngôi thánh đường này với tâm tình yêu mến Chúa, với lòng phó thác cậy trông nơi Chúa, mặc dù chúng ta sống trong tình trạng nào đi nữa, kể cả những khi chúng ta gặp gian nan đau khổ, những khi chúng ta cảm thấy cuộc đời này bất an, bất ổn và còn nhiều nỗi lo chân chuyên. Nhưng đến với ngôi nhà thờ với tâm tình cầu nguyện, với đức tin, với lòng phó thác, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được ơn an bình. Và ơn của Chúa giống như một dòng sông từ ngôi nhà thờ này chảy đến với mọi nẻo đường của xã hội. Đó là dòng sông của ân sủng, niềm là dòng sông của sức mạnh siêu nhiên mà Chúa ban cho chúng ta. Mỗi người tín hữu Công giáo được đón nhận lời Chúa và qua bí tích thanh tẩy, thưa quý ông bà và anh chị em, họ cũng có bổn phận loan báo tin mừng của Chúa cho nhân loại, cho mọi người xung quanh. Tháng 10 năm nay, năm 2019, tức là tháng này, Đức Thánh Cha Francisco đã đặt làm tháng truyền giáo ngoại thường. Và tôi đã có thư gửi đến mọi thành phần của Cộng đoàn Dân Chúa Tổng giáo phận Hà Nội để kêu gọi mọi người hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha qua việc cầu nguyện, lần hạt mân côi, làm việc bác ái và có những cố gắng nỗ lực để truyền giáo. Hình ảnh giáo xứ chúng ta có một con cầu bác qua ngang sông cũng phần nào diễn tả những thiện chí mà người tín hữu được mời gọi thực hiện trong mối tương quan giữa con người với con người. Thường thường đây đó một vài nơi có những cộng đoàn tín hữu Công giáo sống co cụm lại với nhau. Họ giống như là một làng, một xóm và được bao bọc bởi một lũy tre, bây giờ không còn tre nữa rồi, nhưng được bao bọc như một làng xóm, một cộng đoàn tín hữu khép kín, ít khi mở cửa để đến với xã hội xung quanh, làng xóm chung quanh. Chính vì thế mà đức tin Công giáo của chúng ta có những nơi bị hạn chế, nơi một số gia đình nửa thế kỷ, có những người bên lương sống gần chúng ta mà họ không theo đạo, bởi vì họ không thấy được cái nét đẹp được diễn tả qua đời sống của người Kitô hữu và cộng đoàn Kitô hữu. Có thể là mặc đồng phục thì đẹp, có thể đi rước thì đẹp, có thể xây nhà thờ đẹp, có thể xây nhà phòng rất đẹp, nhưng mà tâm hồn chưa chắc đã phản ánh được sự thánh thiện mà giáo hội luôn luôn mong muốn nơi chúng ta và Chúa mời gọi chúng ta hãy cố gắng để đạt tới sự thánh thiện. Vì thế mà khi chúng ta bắt nhịp cầu để liên quan, tạo mối liên quan thân thiện với chính quyền địa phương, với những người lương dân, với những người không cùng tôn giáo với chúng ta, là chúng ta loan báo tin mừng của Đức Giêsu. Chúng ta được mời gọi bắt những cây cầu chứ không phải để xây những bức tường. Bắt những cây cầu là xây tình liên đới, và xây những cây cầu là tạo ra sự chia rẽ và ngăn cách. Thưa quý ông bà và anh chị em, ngôi nhà thờ của chúng ta được đặt ở một nơi rất là đẹp và ý nghĩa như thế. Đó cũng là điều mà chúng ta cầu nguyện trong thánh lễ này để cộng đoàn giáo xứ khắc cần là giáo xứ mới, chúng ta thực hiện được những kỳ vọng của gia đình giáo phận.
Những người tín hữu Công giáo là những người sống yêu thương nhau và thực hành lời Chúa. Tôi thấy có dòng chữ ở cuối nhà thờ mà cha xứ cùng với ban hành giáo đã cho treo một cái băng rôn lớn ở cổng. Đó là sống bác ái, yêu thương và hiệp nhất. Thưa quý ông bà và anh chị em, đó là lời mời gọi của Chúa, đó là lời mời gọi của giáo hội, đó cũng là mục đích mà một cộng đoàn Kitô hữu tồn tại, hiện hữu tại một nơi nào đó. Cho nên nếu một cộng đoàn Kitô hữu mà không sống bác ái, không yêu thương, không hiệp nhất, thì cộng đoàn ấy có nguy cơ trở thành một tổ chức xã hội. Chúng ta thấy trong xã hội ngày nay người ta cũng lập nhiều đoàn thể lắm. Có những hội thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân tập thể, hội cựu chiến binh, hội nọ hội kia. Nếu mà cộng đoàn giáo xứ của chúng ta không có, không thấm nhuần tinh thần tin mừng và không có bác ái, không có yêu thương, không có hiệp nhất, giống như chúng ta sẽ trở thành một đoàn thể xã hội nay được lập, mai tan vỡ, rồi được lập lên chẳng có mục đích gì hoặc chẳng đem lại ích lợi gì cho xã hội. Nhiều nơi lập lên để cho có lấy lề mà không hoạt động, hoặc là không có hiệu quả, hoặc là những người thành viên của cái tổ chức đó không có sống gương mẫu, vân vân. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta một cái hình ảnh rất là sinh động. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh cây nho để nói với chúng ta về sự hiệp nhất, về sự liên kết với Chúa. Đời sống của người Kitô hữu phải giống như cành nho gắn với thân nho, mà thân nho chính là Chúa Giêsu. Chúng ta không chọn một người nào ở trên thế gian là mẫu mực lý tưởng, bởi vì những con người trên thế gian bao giờ cũng là bất toàn. Chúng ta chọn Chúa Giêsu là lý tưởng của chúng ta. Mục đích phấn đấu của chúng ta phải là Chúa Giêsu, và chúng ta gắn bó với Chúa như là cành nho gắn bó với thân nho, để rồi chúng ta được chuyển tiếp cái nhựa sống từ thân nho sang, nhờ đó mà chúng ta sinh hoa kết trái. Khi chúng ta nói đến việc kết hợp với thân nho là Chúa Giêsu, chúng ta cũng phải nói đến việc kết hợp với nhau. Bởi vì Thánh Gioan Tông Đồ đã nói rằng ai đã mến Chúa thì phải yêu người. Ai nói mến Chúa mà không yêu người thì là kẻ nói dối, và sự sống của Thiên Chúa không ở trong người ấy. Vì thế mà mến Chúa và yêu người phải đi đôi với nhau. Bởi vì nếu không thì việc mến Chúa chỉ là một lý thuyết, chỉ là một ảo tưởng, phi thực tế. Mến Chúa đi đôi với yêu người. Thánh Teresa mà hôm nay chúng ta kính nhớ trong thánh lễ này là một bậc thầy về đời sống thiêng liêng, đời sống nội tâm. Chúng ta phân biệt trong lịch sử giáo hội có hai Thánh Teresa. Một là Thánh Teresa Avila hay là Teresa Giêsu mà chúng ta kính nhớ hôm nay. Hai là Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu mà chúng ta kính nhớ ngày mùng 1 tháng 10 dương lịch. Teresa hôm nay chúng ta kính nhớ là một vị thánh đã có công cải tổ dòng kín, là một vị tiến sĩ và là một người bậc thầy về đời sống nội tâm. Nhờ đời sống nội tâm đó mà con người ta có thể vượt qua mọi gian nan khốn khó. Đương nhiên hai vị thánh này đều là hai nữ tu dòng kín. Teresa Hài Đồng Giêsu 24 tuổi đã qua đời trong dòng kín. Teresa Avila hôm nay chúng ta kính nhớ là một nữ tu bề trên và có công cải tổ để đưa dòng kín trong giáo hội trở về với cội nguồn nguyên thủy là sống tinh thần khó nghèo của Chúa Giêsu kết hợp với người, với Đức Giêsu chịu đóng đinh, để rồi đem lời cầu nguyện của mình để mà thánh hóa thế gian. Chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi người tín hữu nơi giáo xứ chúng ta, nhất là đánh dấu sự trưởng thành được nâng lên thành giáo xứ, mỗi người hãy sống kết hợp với Chúa Giêsu như cành nho đối với thân nho. Và như vậy là chúng ta đang cộng tác với Chúa, cộng tác với giáo hội, đem ân sủng từ ngôi thánh đường này đến với mọi nẻo đường của cuộc sống, như chúng ta làm cho dòng sông yêu thương được đến với mọi người, tưới gội để đất đai phì nhiêu, sinh hoa kết trái, đó là an bình, tình yêu thương, hạnh phúc và sự bình an trong mối tương quan giữa con người với nhau. Amen.
Mời cộng đoàn đứng để dâng lời cầu nguyện. Anh chị em thân mến, chúng ta cùng họp nhau nơi đây để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì biết bao hồng ân Chúa đã ban cho chúng ta. Trong tâm tình ngợi khen và cảm tạ nhân dịp mừng giáo xứ mới, chúng ta cùng sốt sáng dâng lời cầu nguyện. Nhờ tình yêu Hội Thánh được trở nên bạn trăm năm trinh khiết của Đức Kitô, chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho Đức Tổng, các vị chủ chăn có một đời sống thánh thiện, khôn ngoan và nhiệt thành, để Hội Thánh Chúa ngày càng trở nên tinh tuyền, xứng đáng là bạn trăm năm của Chúa Kitô. Chúng ta hãy cầu nguyện. Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tân giáo xứ khắc cần của chúng ta luôn yêu mến, vâng phục và cộng tác với cha quản xứ để cùng nhau xây dựng và phát triển giáo xứ, xây dựng tình hiệp nhất, liên đới và yêu thương. Chúng ta hãy cầu nguyện. Ai vui vẻ sống đời bác ái sẽ được Thiên Chúa yêu thương. Chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã thương ban biết bao hồng ân xuống tân giáo xứ chúng con. Xin Chúa tiếp tục gìn giữ, hướng dẫn, nâng đỡ và đồng hành để chúng con luôn trung thành trong niềm tin của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện. Uống nước nhớ nguồn, nghĩa nặng tình sâu, trong tâm tình hiếu thảo, tri ân các bậc tiền nhân, chúng ta cùng lấy lòng biết ơn mà cảm tạ Thiên Chúa, yêu mến và cầu nguyện cho các bậc tiền nhân đã có công vun trồng hạt giống đức tin và truyền lại cho con cháu. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lời cảm tạ về muôn ơn lành Chúa đã đổ xuống trên chúng con. Xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện và tiếp tục gìn giữ chúng con trong ân sủng của Chúa, để đời sống của chúng con luôn là dấu chỉ của tình yêu và lòng thương xót Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.